điện máy Ngọc Mai xin được gửi một lời chào tới toàn thể các bác. Các bác ơi, ngày hôm nay thì em vào trong một cái kho hàng rất chi là rộng rẽ, có rất là nhiều các mã sản phẩm hay, và đặc biệt thì ngày hôm nay bên em về kho rất là nhiều những cái cuộn dây điện đúc để phục vụ cho các bác nhà mình xài công trình này. Hôm nay thì em sẽ có dây 5m, 10m, 15m, 20m và 30m luôn. Và với những cái cuộn dây này nó thiết kế rất là đẹp luôn nha các bác nha. Đấy, nó sẽ có thiết kế này, một đầu là phích đúc liền như này và một đầu sẽ là ổ đúc liền như thế này. Cái ổ này sẽ là ổ ba lỗ cắm các bác ạ. Ba lỗ cắm này cắm được ba lỗ chân tròn và sẽ có những cái đèn led báo điện như thế này nhá. Dây thì sẽ thiết kế là loại dây 2.5 và hàng cao su đúc, hàng siêu bền luôn để dành cho các bác thợ làm công trình. Nếu mà ngày hôm nay nha, bác làm mà chốt dây 5m giá chỉ có 220.000 thôi. Dây 10m giá là 320.000, dây 15m giá 400.000 và dây 20m giá 500.000, dây 30m là dây dài nhất giá sẽ là 700.000. Hôm nay bác là chốt dây điện đúc em sẽ miễn phí ship luôn. Đó, và với những cái cuộn dây điện đúc này này các bác nhìn cho em nhá. Đấy, cái độ bền của nó thì cực kỳ là cao luôn, các bác mua một lần là mình xài mãi mãi luôn đấy. Và đây này thực tế là em sẽ thử cho các bác xem với những cái ổ như thế này này. Đó là cái ổ, nói chung là nó sẽ thiết kế là những cái sợi đồng đây này. Đấy, những cái sợi đồng nó rất chi là to, được chưa ạ? Đây để em sẽ cắm thử cho các bác nha. Đây cái chiếc cắm của con máy cắt như này. Nếu như mà khi mà các bác cắm vào những cái ổ ba này này, đấy, nó rất chi là chắc luôn, cắm nó sẽ chắc lịch luôn. Đó, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, cắm chắc lịch như này. Kể cả nha các bác kéo này. Đấy, các bác kéo cho em kể cả một con máy cắt như này. Đấy, nó nặng đến tầm độ 2 kg đến 2,5 kg luôn. Mà các bác có thể là kéo nó lên, mà có thể đung đưa như thế này là cũng sẽ không được luôn. Đấy, các bác nhìn thấy là ok chưa? Quá là ok và chất lượng luôn. Đấy, cái này thì nói chung là bao bền, bao đẹp và hôm nay sẽ bao rẻ cho các bác nha. Đấy, các bác lấy thì các bác gọi cho em là ổ cắm, gọi cho em là dây điện đúc nha. Sẽ có đủ từ 5m cho đến 30m. Mình cần cái loại 30m thì có thể liên hệ bên em. Số lượng hôm nay thì về rất chi là nhiều, cho nên là giá cam kết thì cũng gửi các bác là một cái mức giá ok và giá rẻ nhất nha. Đấy, tiếp theo thì sẽ là một con máy cắt sắt. Đây là con máy cắt sắt bàn. Đấy, sử dụng lưỡi 355. Cái hàng này nó sẽ ở cái mức trung bình nhá. Đấy, con này thì giá của nó rất chi là rẻ. Giá của nó chỉ có mức giá là bao nhiêu ạ? 1.450.000 các bác nha. 1.450.000 để sở hữu được một con máy cắt sắt này thì các bác gọi cho em là máy cắt sắt bàn màu vàng nhá. Đây, con này nó sẽ có công suất là 2400W đấy các bạn. Để em kiểm tra. Đấy, công suất sẽ là 2400W thì em đọc cho các bác cái thông số kỹ thuật đây này. Đây, công suất của máy sẽ là 2300W. 2300W này, sử dụng lưỡi 355 này. Đó, và sử dụng điện trực tiếp 220V, vòng tua sẽ là 3800 vòng trên 1 phút nha. Cái này các bác gọi cho em là máy cắt sắt bàn. Đấy, máy cắt sắt bàn màu vàng. Công suất 2300W, giá chỉ có 1.450.000 thôi, rất chi là rẻ luôn. Và ngày hôm nay thì nói chung là cũng có rất chi là nhiều các mã, bạt ngàn đồ ngày luôn. Đó, nào các bác tham khảo cho em này. À, sang bên này đây, các bác tham khảo cho em cái bộ này là bộ máy chuyên vít của Huka nhé. Cái mẫu này là mẫu mới ra mắt thị trường của Huka này. Đây, con này thiết kế có 3 đèn luôn. Đây, đầu chuyên vít này, máy không chổi than và thiết kế máy rất là nhỏ gọn nhé. Hàng chuyên vít phổ thông đấy. Bộ sản phẩm này sẽ theo một thân máy này, hai pin một sạc như thế này. Đây, có hộp đựng máy như thế này mà giá chỉ có 1.200.000 thôi, rất chi là rẻ luôn. Đấy, cái sản phẩm này thì ba cho các bác làm thợ thuyền các thứ thì ok và tiện lợi lắm. Đấy, bên này nó sẽ là một cái thùng máy mài. Đây, các bác xem cả cho em, đây là cái thùng máy mài. Cái này các bác gọi cho em là máy mài dài màu đỏ nhá. Đây, em quay cho các bác xem. Đấy, nguyên bộ sản phẩm này thì nó sẽ có bao gồm đây, một máy này, tay cầm, tay mẫu, bảo vệ lưỡi là sẽ đủ bộ như thế này. Tức là các bác sẽ được theo đủ bộ như thế này luôn mà giá thì ôi là rẻ luôn. Đây, cái bộ này thì các bác gọi cho em là máy mài dài màu đỏ nhá. Con này nó thiết kế này, con này thì nó sẽ chạy ở một cái tốc độ mạnh nhất. Đấy, công suất là 850W đây. Dài, chuôi dài nhá các bác. Chuôi dài công tắc bóp như thế này này. Đấy, hàng công ty chính hãng của Kim Colaki. Ngày hôm nay em chỉ còn có một thùng thôi, nó còn tầm độ chục cái. Bác là xuất thì nhanh tay gọi cho em là máy mài dài màu đỏ nhá, giá cho em là 380.000. Đấy, 380.000 mà còn miễn ship luôn. À, nếu như mà các bác mà cần máy chỉnh tốc này, các bác tham khảo xem. Đây, bên này em sẽ lên cho các bác này một bộ máy mài có điều chỉnh tốc của Hukan. Đây nhá, các bác nhìn cho em này, cái bộ sản phẩm này thì nói chung là một cái mức giá gọi là rẻ giật mình luôn các bác ạ. Với một cái con máy mài hàng công ty, hàng chính hãng của Hukan như này, hàng logo dập nổi này, thiết kế là chuôi dài và chổi than bên ngoài nhé. Con này sẽ có công suất cực đại là 950W các bác ạ. Đặc biệt này, điều chỉnh được 6 tốc độ nhanh chậm luôn. Đấy. Và ngày hôm nay phụ kiện sẽ có một máy này, tay cầm này, tay mở ốc bảo vệ lưỡi như thế này nha các bác nha. Đấy, đủ bộ như thế này này. Giá cho em là 450.000. Bác là chốt cái bộ này gọi cho em là máy mài chỉnh tốc của Hukan. Đó, giá cho em chỉ có 450.000 thôi các bác nha. Với mức giá gọi là siêu hấp dẫn luôn. Em khẳng định các bác, nếu như mà ra ngoài thị trường mà các bác kiếm được một cái con máy mài mà nói chung là hàng công ty, hàng chính hãng mà phải hàng dây đồng nhá. Đấy, và với công suất cực đại 950W mà có điều chỉnh tốc độ như này với mức giá 450.000, em khẳng định là không bao giờ có. Đấy, ngày hôm nay số lượng em còn ít cho nên là em sẽ treo rất chi là rẻ và cũng rất là nhanh hết thôi. Đấy, nên là bác là chốt cái mã này mình nhanh tay lên đơn cho em là máy mài chỉnh tốc của Hukan nhé. Và
bên em sẽ có hai đầu số điện thoại em sẽ để sẵn trên màn hình. Số thứ nhất là 0378487818 và số thứ hai là 0989458200. Tất cả các mã sản phẩm ngày hôm nay sẽ sale giảm giá sập sàn luôn. Các bác mà quan tâm sản phẩm nào thì các bác hãy nhanh tay alo điện thoại trực tiếp hoặc là nhắn tin cho bên em để đặt hàng. Khi đặt hàng thì các bác không cần phải đặt cọc này, không cần phải chuyển khoản đâu. Các bác cứ có địa chỉ, có số điện thoại là sẽ có đơn hàng thành công và nhận hàng các bác được kiểm tra hàng thoải mái nhá. Nên là các bác cứ yên tâm, hàng em giới thiệu như nào là tới luôn các bác nhận hàng sẽ đi trang lại như vậy nha. Và các bác nhớ đọc cho em đúng tên mã, cái này gọi cho em là máy mài chỉnh tóc của Hukai các bác nha. Đó là và tiếp theo một cái mã sản phẩm này nữa. Đây sẽ là những cái thân máy bê tông nha. Đấy, kiếm cho các bác đây. Kiếm cho các bác những cái quả pin này em thử cho bác xem này. Đây, bên này sẽ là những cái thân máy khoan bê tông, cái này gọi cho em là thân bê tông pin loại màu cam đi. Đấy, cái thân máy này sẽ là cái thân máy 3 chức năng có đảo chiều đầu mới khoan 2/26 và con này thiết kế này, hàng chưa bị phổ thông. Đấy, cái này giá thân máy thì chỉ có là 730.000 thôi, các bác được bao ship luôn nhưng mà nó chưa theo pin. Đây, về các bác lắp vào những cái quả pin như này. Những cái quả pin mà chân pin thông dụng như này. Chân pin thông dụng là chân pin hai cạnh và khoảng cách nhau là 4 phân. Đấy, các bác lắp vào những cái quả pin 10 cell hoặc là 15 cell như này các bác xài. Chưa có pin thì có thể mua thêm pin. Ví dụ như những cái quả pin 10 cm như thế này, pin của Hukam chính hãng thì giá chỉ có 350.000 thôi. Ngoài ra các bác có thể mua pin của Hitachi, của Maita giá chỉ có 250 thôi đấy. Hay là pin của Maka là 300.000. Đấy, và pin 15 cm thì nó có loại tầm 350-400.000 một quả. Đấy, rất là nhiều mã. Nên là các bác cần cái mã nào thì có thể liên hệ bên em. Còn với những cái sạc như thế này, cái sạc bàn như này gọi cho em là sạc bàn sạc đen 10 cm, giá cho em là 99k. Đấy, cái sạc này gọi là sạc 10 cm. Tuy nhiên là các bác sẽ dùng sạc được cho cả pin 10 cm và 15 cm luôn mà giá rẻ lắm, có 99k thôi nhá. Để các bác có thể mua thân máy này hoặc là mua thêm pin thêm sạc. Đối với những bác làm mình có pin có sạc rồi, mình chỉ cần mua thân máy thôi, một cái thân máy khoan bê tông siêu to khổng lồ như này mà giá có 730.000 thôi, nghiệm ship toàn quốc nhà cho các bác luôn. Hôm nay bác làm mua một thân máy này em sẽ tặng các bác thêm một cái tay cầm máy như này nhá. Đấy, đây là một cái mã sản phẩm gọi là bao xài cho bác thợ công trình luôn. Nào, và tiếp theo qua bên này, đây các bác lên xem này. Sang cái phía bên này thì các bác tham khảo xem nhá. Đây là đây các bác ơi, những cái này là những cái bộ đế chuẩn điện thoại của Hukam. Đây các bác ơi, các bác nhìn nó chỉ nhỏ như thế này thôi nhưng mà nó rất là lợi hại luôn nhá. Một cái đế chuẩn sạc như thế này mà giá chỉ có bao nhiêu, 180.000 thôi. Nào các bác lắp vào cho em quả pin này, cái pin này truy theo nhá. Đấy, lắp pin vào đây là các bác bật lên, nó sẽ có một cái đèn. Đấy, có một cái đèn sáng như này và phía sau sẽ có hai cái cổng USB này, mình sạc được hai cái sạc điện thoại luôn đấy. Đó, giá cho em sẽ là 180, gọi cho em là đế chuyển sạc điện thoại của Hukam nhá, là chơi theo pin sạc giá 180 này. Nào, tiếp theo qua phía bên này, đây các bác ơi, các bác tham khảo cho em nhá. Đây sẽ là những cái con máy bắn cốt 5 tia xanh của Hukam, mã T22, cái đợt này em về cái số lượng nó rất là nhiều cho nên là các bác cứ yên tâm, là một cái mức giá gọi là đại sale, cái mức giá tri ân để em tương tác với các bác cái mã này. Nguyên bộ các bác sẽ có máy này, đây là cái hộp đựng nha, cái hộp của nó sẽ hộp nhựa như này và đây này được theo một cái chân 1m2 này các bác, theo cái chân 1m2 có một cái kính nha và có một cái vỏ pin này để xài pin tiểu này. Theo máy nó có một quả pin trâu như này rồi và sẽ có này một cái sạc này, một cái tờ giấy bảo hành của công ty hàng chính hãng luôn. Đấy, con này thì nó sẽ thiết kế nút ấn cảm ứng và pin trâu như này nhá. Các bác xài cái này nó sẽ là dòng 5 cell. Đấy, dòng 5 tia các bác, 5 tia xanh. Đấy, các bác nhìn xem cái tiểu nó đẹp chưa? Quá là đẹp luôn, 5 tia xanh siêu sáng siêu led nha các bác nha. Đó, các bác nhìn cái tia này. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn. Và ngày hôm nay thì nói chung là với cái mức giá cho em là 799.000 bộ nhá. Các bác lên đơn cho em là máy 5 tia xanh của Hukam mã T22 với mức giá 799.000. Nhưng mà các bác nhận về nó sẽ có đủ bộ nguyên hộp như thế này. Đấy, được chưa ạ? Nguyên hộp như này mà giá rẻ lắm. Nói chung là cái mức giá này là các bác phải múc ngay. Đấy, mình múc ngay luôn và ngay để mua được cái giá sản phẩm chất lượng tốt như thế này mà giá 799k, gọi cho em là 5 tia xanh của Hukam mã T22 nha. Là tiếp theo qua được cái phía bên này. Đây các bác tham khảo cho em. Bên này em sẽ lên là những cái mẫu túi được đồ nghề nhá. Đây. Nào các bác có thể tham khảo cho em là những cái túi được đồ này hoặc là những cái hộp được đồ nhá. Bên này thì sẽ là những cái túi được đồ đây này. Đây sẽ có túi size trung và size đại các bác ạ. Đây là cái túi này túi size đại rồi nhá. Cái này túi size đại. Nếu mà bác làm mình lấy túi size trung ngày hôm nay giá là 230.000.
Miệng ship cho các bác. Và kích thước của túi size chung sẽ là K25 này, dài 42 và rộng 20cm. Còn đây là túi size đại, giá sẽ là 260.000. Miệng ship nha. Và kích thước của size đại sẽ là cao 32, dài 48 và rộng 22cm. Túi có thiết kế là hai cái dây xách tay này. Đấy, thì các bác có thể là sử dụng để xách tay như này, được dụng cụ đi làm cho các bác thợ rất là tiện luôn. Và có cái dây đeo vai này. Cái dây đeo vai này thì là các bác đã đeo rất là thuận tiện. Và đặc biệt là cái dây này các bác có thể là tùy chỉnh được trang. Đấy, hệ ngắn dài tùy chỉnh theo ý muốn nha các bác nha. Và rất là nhiều ngăn này, túi sẽ có tổng thể là tầm 8 ngăn. Đây, một ngăn chính này, trong này có một ngăn phụ đây nhá, một ngăn phụ ở trong này. Và đây mặt trước này có hai ngăn kéo khóa như thế này, được chưa ạ? Đấy, mặt sau là cũng hai ngăn kéo khóa luôn này. Bên xuống một bên một ngăn kéo khóa như thế này. Đặc biệt các bác nhìn treo cái đáy túi đi, cái đáy túi của nó sẽ được đan dây rất là dày dặn đẹp và chắc chắn luôn, sử dụng phải nói rằng là bền theo năm tháng luôn ấy. Cái túi này sẽ có chất liệu là vải bố Mỹ cao cấp siêu bền luôn và chuẩn chỉnh hàng đẹp loại 1 luôn, đẹp từng đường kim mũi chỉ. Và mức giá ngày hôm nay thì em xin phép là được bao giá toàn quốc cho các bác nhà mình. Đấy, các bác chốt thì gọi cho em là túi được đồ nghề, size chung là 230 và size đại là 260 các bác nhá. Ngoài cái mẫu túi này ra thì các bác có thể tham khảo thêm những cái hộp đựng đồ. Đây, chẳng hạn như cái hộp đựng đồ của Camusi đây. Á, à, cái hộp này các bác thấy nó đẹp chưa? Quá là đẹp luôn. Cái này gọi cho em là hộp nhựa của Camusi nhá. Cái này hàng chính hãng ấy, cái này nhựa của nó sẽ là nhựa chống vỡ, các bác dùng bền á. Và sẽ có hai size, ngày hôm nay các bác lấy hộp size bé thì giá sẽ là 220.000, còn hộp size to thì sẽ là 250.000 nhá. Hộp nó sẽ có cái tay xách như này này. Đấy, tay xách như thế này. Đây, hai bên sườn nó sẽ có những cái ngăn bệnh như thế này, được chưa? Và các bác mở đây này, bên này nó có hai cái khóa này, đây các bác mở khóa ra nhá. Mở khóa hộp ra thì bên trong này nó sẽ là một cái ngăn to và sẽ có một ngăn như thế này các bác ạ. Đấy, rất là thuận tiện luôn. Và với cái size bé thì chỉ có 220.000 thôi, còn size to sẽ là 250.000, các bác được bao ship luôn. Với cái hộp size bé thì chiều dài của hộp sẽ là 40, còn cái chiều dài của size to sẽ là 44cm các bác. Đấy là chiều dài của lắp hộp nhá. Mà các bác hình dung cho em cái lắp hộp nó sẽ dài hơn cái đáy hộp là tầm được 3 phân. Cho nên là nếu mà cái hộp size nhỏ ấy, cái lắp hộp của nó là dài 40 thì cái đáy hộp của nó sẽ là dài 37 nha các bác. Vì các bác nhìn nó cảm giác nó là cái hình vát như này này. Đấy, rất là thuận tiện luôn. Nên là các bác mà mua thì mình có thể tham khảo cái cho em cái kích thước nha, để xem là nó có phù hợp với công việc của mình hay là không, thì là các bác chốt gọi cho em là hộp đựng đồ của Camusi. Đó, và bên trong này sẽ là những cái mẫu bình tông các bác. Bình tông thì cái bậc này bên em về nó sẽ có đủ loại từ 1 lít, 1 lít rưỡi, 2 lít, 3 lít, 4 lít, 5 lít luôn. Đấy, trước tiên thì các bác có thể tham khảo cho em cái mẫu bình này là mẫu bình 1 lít. Nhỏ nhất nó sẽ là cái mẫu bình 1 lít nha các bác nha. Đây, mẫu bình 1 lít này. Mẫu bình 1 lít này, 1 lít rưỡi, 2 lít và 3 lít thì cái hình thức nó sẽ giống nhau, tức là nó chỉ khác nhau về cái độ to, độ bé thôi. Đấy, các bác hình dung xem nó sẽ có một cái, đây một cái bao da này, đây là rất là đẹp. Với những cái bình tông này thì các bác có thể mua về để mình đựng nước uống này hay là đựng rượu này làm quà tặng nhá. Các bác hay đi làm công trình, công trường thì các bác có thể sử dụng đựng nước uống đi làm. Đấy, và có một cái bao da này. Đây là cái hàng loại 1, chất liệu nó là inox. Nó sẽ đẹp sắc nét từng chi tiết từ cái bao da đẹp đi nha các bác. Đấy, với những cái bình nhỏ thì từ 1 lít cho đến 3 lít thì cái hình thức bao da nó sẽ là như này các bác. Hình thức bao da là như này à. Đấy, cái mẫu bình đây. Cái bình của nó thì cái lắp của nó sẽ là lắp vòi như này nhá. Đấy, nó có loại bình 1 lít này, 1 lít rưỡi, 2 lít và 3 lít. Đấy, các bác có thể tham khảo, mình cần cái mẫu nào thì các bác báo bên em. Xa thì cái mẫu bình 4 lít hoặc 5 lít thì nó sẽ hình thức là như này nha các bác. Đấy, 4 lít hoặc 5 lít thì nó sẽ là cái bao da như thế này này. Đấy, nó sẽ là cái bao da như này. Có dây xách này, và trong này mỗi một cái túi này nó sẽ có một cái dây đeo để các bác về móc vào hai cái bên sườn này. Đấy, mình sẽ có một cái dây xách đeo vai nữa nhá. Đó, và có một cái ngăn khóa này này. Đây cái ngăn nắp hộp này. Đấy, và bên là ngăn khóa đằng sau. Cái ngăn này các bác sẽ đựng đồ được. Đấy, như bác nào mình hay đựng rượu ấy, mình có thể là sở hữu cái bình tông 4 lít hoặc 5 lít thì nó sẽ to. Đấy, thì đây cái mẫu bình 5 lít và 4 lít thì nó sẽ lại khác với cái mẫu bình nhỏ các bác nhá. Đây, như cái mẫu bình 5 lít này giá chỉ có 400.000 thôi. Còn bác nào lấy 4 lít thì sẽ là 350.000 các bác nhá. Đấy, hôm nay bác nào lấy bình tông em miễn ship luôn. Với cái bình 4 lít hoặc 5 lít thì nó sẽ là lắp rời như thế này. Lắp rời như thế này. Đó. Đây, cái này thì chất liệu của nó là inox. Đấy, cho nên là rất chi là bền và đẹp. Đây, để em sẽ quay sát cho các bác này. Em sẽ quay sát màn hình để cho các bác được xem rõ cái mẫu bình này. Đấy, rất chi là đẹp chắc chắn luôn. Đấy, các bác loại cần mạnh bao nhiêu lít thì các bác cứ liên hệ alo điện thoại trực tiếp cho bên em. Là mình lên đơn là gọi cho em là bình tông nha các bác nha. Bình tông đựng rượu hoặc đựng nước nha. Máy massage bằng pin ngày hôm nay em sẽ tri ân bán tặng các bác với mức giá chỉ có 250.000 đồng thôi và sẽ được hỗ trợ miễn phí ship. Nó sẽ có nhiều màu như thế này nha, màu xanh, màu đỏ, màu trắng, nói chung là sẽ nhiều màu. Và khi các bác mua thì em sẽ gửi màu bất kỳ, màu nào cũng như màu nào, nó chỉ khác màu thôi, còn chất lượng nó vẫn như nhau và giá thành cũng như nhau luôn. Nguyên một bộ thì sẽ có một máy này và 4 cái đầu massage đi kèm. Đầu tiên sẽ là một cái đầu hình tròn này nhá, một cái đầu này nữa này, đấy, một đầu nhọn này và một đầu chữ U này, kèm theo một cái xà
sạc như này nữa. Đây là những cái máy massage bằng pin, rất chi là tiện lợi luôn. Các bác có thể mua về để mình massage này, đấm lưng này. Đấy, khi mà các bác bị đau mỏi vai gáy, bị đau lưng thì các bác có thể sở hữu cái sản phẩm này sẽ giải quyết mọi vấn đề cho các bác. Đấy, cái này thì ai mình cũng có thể mua được bởi vì cái mức giá của nó rất chi là hợp lý, chỉ có 250.000 thôi và các bác sẽ được hỗ trợ miễn phí ship luôn. Các bác chốt thì lên đơn gọi cho em là máy massage bằng pin nha, giá 250k miễn phí ship. Cái này thì các bác có thể mua về cho mình dùng hoặc là làm quà biếu ông bà bố mẹ thì sẽ là một cái món quà cực kỳ là có ý nghĩa. Giá rất chi là rẻ các bác nha, 250k và em miễn phí ship các bác này. Tiếp theo sẽ là một bộ máy khoan bê tông pin. Cái này các bác gọi cho em là máy khoan bê tông pin màu xanh. Hôm nay thì em sẽ chiên các bác, giá chỉ có 1.6 triệu thôi. Nhưng một cái bộ này nhá, sẽ có theo hai quả pin, một thân máy, hai pin châu, 10 cell và một sạc. Nó sẽ thiết kế là hàng chuẩn bị thông dụng và đây sẽ là máy 3 chức năng, có đảo chiều luôn, đầu mũi khoan 2-26 nhá. Máy không chổi than, hàng chuẩn bị thông dụng các bạn. Đấy, lên đơn cho em là bê tông pin màu xanh, giá 1.6 triệu này. Tiếp theo sẽ là những cái thân máy mài pin. Thân máy mài pin thì em sẽ có thân màu vàng và thân màu xanh. Hôm nay thì sẽ đồng giá nhau là 399.000 một thân máy. Cái thân máy này thì nó sẽ thiết kế hàng công tắc bóp và có chốt hạn như thế này. Máy sẽ là máy một tấc nha, sử dụng là motor từ không chổi than và điều chỉnh được 3 cấp độ như thế này, hàng chuẩn bị thông dụng luôn. Giá là 399k và các bác được miễn ship. Hôm nay thì em sẽ tặng kèm các bác thêm phụ kiện tay cầm, tay mở và ốp bảo vệ lưỡi nha. Giá 399k, các bác gọi cho em là thân máy mài pin. Tiếp theo sẽ là những cái bình tông. Những cái bình tông chất liệu inox rất chi là bền luôn. Các bác tham khảo cho em những cái mẫu bình tông. Em sẽ có từ 1 lít cho đến 5 lít. Có loại 1 lít này, 1 lít rưỡi, 2 lít, 3 lít, 4 lít và 5 lít. Đấy, đầu tiên thì các bác có thể tham khảo những cái bình tông mà 1 lít rưỡi, 2 lít và 3 lít. Nó sẽ hình thức như thế này. Được tặng kèm thêm một cái bao da như thế này nhá. Đấy, chất liệu nó sẽ là inox như này. Đây là cái bình tông 1 lít rưỡi này. Đấy, cái lắp của nó, những cái bình nhỏ thì cái nắp của nó sẽ là lắp rời như này nhá. Lắp liền. Cái này là lắp liền. Bình nhỏ thì sẽ là lắp liền, khi các bác tháo ra thì cái lắp nó vẫn dính liền trong bình tông. Đấy, còn khi mà các bác lấy cái bình to ấy, bình 4 lít hoặc 5 lít thì nó sẽ là như thế này này. Đấy, chất liệu inox nha, rất là bền luôn. Cái bình này thì nó sẽ là lắp rời nha. Khi mà các bác tháo cái lắp bình ra nó sẽ là như thế này này. Đấy. Và đối với những cái bình 4 lít, 5 lít thì cái bao da của nó sẽ khác so với những cái bình nhỏ nhá. Bao da của bình 4 lít và 5 lít nó sẽ là như thế này. Đây, nó có tay sạc và nó sẽ có cả một cái dây đeo. Bên trong cái ngăn này có cái dây đeo về cả bắc móc và hai khuy này. Cái này nó có ngăn khóa được đồ được nhá. Mặt trước nó cũng có ngăn này. Đấy, cái bao da của cái bình 4 lít và 5 lít thì nó thật sự nó rất chi là đẹp. Đấy, các bác có thể mua về để đựng nước này, hay là đựng rượu này, hay làm quà tặng, cực kỳ là tuyệt vời. Lên đơn cho là bình tông nhá. Đấy, các bác cần lấy loại bao nhiêu lít thì có thể liên hệ trực tiếp để nhân viên thì em sẽ báo giá cụ thể cho các bác. Nào, bên này thì em sẽ lên cho bác này những cái kẹp dòng đa lăng 3266TD là GT. Đây là kẹp dòng đa lăng, các bác có thể là sử dụng để mình có thể đo thông này, đo tụ, đo trở, đo ôm, đo nhiệt độ phòng, đo điện đứt ngầm được. Và đặc biệt có chức năng chống đo nhầm điện. Khi mà các bác cắm nhầm điện trực tiếp vào đây, nó cũng không bị chập cháy đồng hồ như những cái sản phẩm khác trên thị trường. Bình thường ra ngoài thị trường nha, các bác mua những cái đồng hồ mà nó đắt tiền tầm 4 triệu, 5 triệu đi chăng nữa, nó cũng không có cái chức năng chống đo nhầm điện như cái mẫu này đâu. Đấy, các bác chốt thì mình lên đơn cho em là kẹp dòng màu vàng nha. Giá chỉ có 250.000 thôi các bác. Mỗi một cái bộ này nó sẽ có một đồng hồ này, một đôi que đo thông này, một đôi que đo nhiệt độ này, một đôi pin này, và có một cái bao vải đựng đồng hồ như thế này. Đấy, rất là tiện lợi, rất là tuyệt vời. Giá 250k giúp em nha. Tiếp theo này sẽ là những cái bàn chải đánh răng của Hàn Quốc. Đây, những cái bàn chải đánh răng của Hàn Quốc thì bình thường các bác mua giá ngoài thị trường ấy 36.000 một cái. Hôm nay thì em sẽ chi ân bán tặng các bác với mức giá 10.000. Và đặc biệt bác nào mà mua một combo, 30 cái thì sẽ là 180.000 và sẽ được miễn phí ship. Đấy, các bác lên lấy cả combo thì cái mức giá của nó sẽ hời hơn nha. Đấy, các bác có thể mua cả combo 30 cái đi là 180k miễn ship, còn bác nào mua lẻ 1-2 cái thì giá sẽ là 10.000 một cái này. Tiếp theo sẽ là một cái thân máy chuyên vít của Gordetman. Thân máy chuyên vít của Gordetman thì cái thân máy này nó sẽ là một cái con máy cực kỳ là nhỏ gọn luôn, có hai đèn, đầu chuyên vít giữ vít cực kỳ là chắc chắn, máy không chổi than và hàn chuẩn bị thông dụng nha. Con này nó sẽ điều chỉnh được 4 cấp độ luôn, bao cho các bác làm công trình thoải mái luôn. Lên đơn cho em là thân máy chuyên vít Gordetman, giá cho em là 900k. Tiếp theo sẽ là những cái bộ lam xích nha, bộ lam xích 12 inch này, bộ lam xích 12 inch để các bác lắp vào máy mài như thế này, giá cho em sẽ là 180.000. Đấy, cái bộ lam xích này nhá, bộ lam xích này thì nó có cả lọ đựng dầu đây này,
có lam, có xích đầy đủ. Và các bác chỉ lắp đặt lại như hình ảnh như này là mình xài. Đấy, cái này thì giá là 180. Gọi cho em là bộ lam xích 12 inch, giá 180 nhá. Và tiếp theo sẽ là những cái thân quạt này. Đây những cái thân quạt xài pin này các bác. Thật sự thì đây là những cái thân quạt xài pin quá là tiện ích luôn. Một cái thân quạt xài pin như thế này hôm nay thì bên em sẽ thanh lý các bác giá sẽ là 230.000. Đây sẽ là cái mức giá chi ân bán tặng các bác. Giá 230.000 thôi. Các bác lắp vào pin và bật công tắc lên như này là mình xài. Đấy, rất chi là mát luôn. Bình thường các bác ra ngoài thị trường một cái thân quạt này nó có mức giá 320 đến 380. Ngày hôm nay thì em chi ân bán tặng các bác với mức giá 230.000. Các bác hãy nhanh tay đặt hàng sớm. Cái thân quạt này nó sẽ thiết kế hàng chuẩn bị thông dụng nha. Đấy, hàng chuẩn bị thông dụng. Về các bác lắp vào những cái quả pin chuẩn bị phổ thông mới là ok. Pin 10 xe hoặc 15 xe nha. Bác nào chưa có pin thì mình có thể báo như em để mua thêm pin. Đấy, pin thì em có rất là nhiều các loại pin. Đầu tiên thì các bác có thể lấy những cái quả pin Hukan 15 cell như thế này. Đây này, quả pin Hukan 15 cell như này thì giá của nó sẽ là 500.000. Đấy, còn pin Macan này, pin Macan 10 cell thì sẽ là 400. À đâu, pin Macan 10 cell là 320, còn pin 15 cell của Macan thì sẽ là 400.000. Đấy, còn những cái pin mà cái pin 10 cell màu đen ấy, đây cái pin như thế này này, cái pin mà như theo cái con máy bu lông này này thì giá của nó có 200.000 thôi. Đấy, pin màu đen như thế này, gọi cho em là pin 10 cell màu đen, giá sẽ là 200.000 nhá. Và đây sẽ là một con máy bu lông của Mazda. Cái này gọi cho em là bu lông màu xanh của Mazda. Giá chỉ có 800.000 thôi, con này rất là mạnh. Đây là một con bu lông 1/2, đầu 1/2 lỗ lục giác ở giữa này. Máy không chổi than và chuẩn bị thông dụng nha. Giá 800.000 một bộ mà theo hai pin 10 xe và một sạc các bác. Đấy, nên đây cho em là máy bu lông màu xanh của Mazda, giá 800.000 này. Còn bác nào mua sạc nhá thì đây sẽ là cái sạc 10 cell nhá. Cái này gọi là cho em là sạc đen 10 cell, giá là 99.000. Cái sạc này thì các bác sẽ sạc được cho cả pin 10 cell và pin 15 cell luôn, vì nó là sạc đa năng chứ bị thông dụng nhá. Đây là cái kéo đa năng, cái này gọi cho em là kéo đa năng cán đỏ nhá. Giá chỉ có 80.000 thôi. Với cái kéo đa năng này các bác sẽ cắt được nhiều chất liệu, từ cắt cây, cắt vải và cắt dây điện đều ok nhá. Giá 80.000 này. Kéo bonsai vàng này, kéo bonsai vàng sẽ kèm theo cho các bác một cái lò xo dự phòng như này. Giá cho em chỉ có 70.000 thôi, lên đơn cho em là kéo bonsai vàng, giá 70.000. Đấy, và đây thì em sẽ giới thiệu các bác sẽ là những cái mỏ hàn ngâm màu đen. Đây là mỏ hàn điện tử nha. Cái mỏ hàn màu đen này thì nó sẽ có hiển thị nhiệt độ cho các bác này, các bác tùy chỉnh và có hiển thị ở đây. Công suất là 80W nha. Các bác xài điện trực tiếp 220V. Giá cho em sẽ là 240.000, lên đơn cho em là mỏ hàn đen, giá 240.000 giúp em. Mỏ hàn đen thì các bác cũng được tặng kèm thêm cái túi đầu mỏ 5 cái nhá. Và sau đây thì sẽ là một bộ máy cạo râu bằng pin, quá là tiện lợi luôn các bác nhá. Có công tắc ở đây bật lên này, đó. Cái này của Hyundai nhá, xài rất chi là bền luôn. Các bác lên đơn cho em là máy cạo râu bằng pin màu đen, giá chỉ có 199.000 thôi và sẽ miễn phí ship các bác. Với cái chiếc máy cạo râu này thì các bác sử dụng sẽ an toàn tuyệt đối 100% luôn, không có bị đau rát chảy máu như là các bác dùng bằng dao lam đâu. Cực kỳ là ok, cực kỳ là tiện lợi. Giá cho em chỉ có 199.000 này. Đấy, và bên này sẽ là những cái máy khò, cái khò xanh nhá. Khò xanh của T-Box. Giá cho em là 350.000 miễn ship. Cái khò này thì sẽ sử dụng điện trực tiếp 220V và công suất của máy thì sẽ là 2000W nha. Lên đơn cho em là máy khò xanh, giá 350.000 và miễn phí ship hoàn toàn về tận nhà các bác luôn. Ở bên kia sẽ là những cái máy thổi bụi điện các bác nha. Thổi bụi điện này, lên đơn cho em là thổi bụi của T-Box. Nó sẽ có một ống thổi và một túi đựng bụi như thế kia. Cái này thì các bác xài điện trực tiếp 220V nha. Công suất của máy là 600W. Giá cho em sẽ là 299 nha. Lên đơn cho em là máy thổi bụi điện của T-Box, giá 299.000 và sẽ miễn phí ship cho các bác luôn. Tiếp theo sẽ là một bộ máy hàn siêu mini, máy hàn của Kenmax này. Cái chiều này 20cm nhá, chiều này 15 và chiều này là 10cm. À, giá cho em là 950.000 này. Con này model là ARC200F này. Đấy, phía sau có quạt làm mát này. Cái này các bác mua thì sẽ có đầy đủ phụ kiện máy, dây hàng, kìm hàng và kẹp mát nha. Các bác cứ hàng quê 2,5 ly thoải mái. Chấm thẻ qua que Bali 2 là ok nha. Giá là 950.000 và em miễn phí ship này. Bên này sẽ là bộ tăng đô của Zichen nha. Nó sẽ có đủ bộ như thế này. Giá cho em là 150.000. Lên đơn cho em là tăng đô Zichen, giá 150.000 này. Ở đây thì sẽ là một cái máy thổi bụi pin màu xanh. Cái này nó sẽ có theo một ống thổi và một túi đựng bụi. Cái này nó thiết kế hàn chuẩn bị thông dụng nha. Nếu bác nào ở nhà có pin rồi mình mua thân máy. Thân máy là 299.000 và sẽ được miễn phí ship. Còn bác nào mà chưa có pin mình mua nguyên bộ nhá. Nguyên bộ sẽ là 600.000 là theo một pin 10 cell và một sạc.
Cái này nó sẽ có hai chức năng, vừa thổi bụi được và vừa hút bụi được. Đấy, cực kỳ là ok và tiện lợi luôn, mà giá rẻ, có 300.000 một cái thân máy, quá là rẻ luôn. Đấy, bên này thì em sẽ lên cho các bác này, một bộ máy bu lông pin hàng ngon bổ và rẻ nhất thì các bác có thể tham khảo trang mã bu lông pin của Hitachi. Bu lông pin của Hitachi thì hôm nay bác là mua thân máy, giá của nó sẽ là 330, còn nguyên bộ thì sẽ là 650.000. Đấy, đặc biệt sẽ được miễn phí ship luôn. Cái đầu bu lông 1/2 đầu rỗng này, đa năng và tiện lợi cực kỳ luôn. Lực xiết là 330 N nha, và thiết kế hàn chi bi thông dụng. Đấy, các bác có thể mua thân máy hoặc là mua cả bộ đều được nhá. Bên này thì sẽ là bu lông 3 đèn. Cái màu vàng này là của Daiwat này, có cả màu xám và phía sau này của Hitachi, và màu xanh của Mayta em cũng có. Mỗi mẫu nó chỉ còn có 1-2 bộ thôi, bác là chốt mình nhanh tay. Cái này nó sẽ có 3 đèn led như này, đầu bu lông 1/2 đầu rỗng này. Máy sẽ là máy không than và hàn chi bi thông dụng nha. Lực xiết của nó sẽ là 330 N. Lên đơn cho em là bu lông 3 đèn nhá. Em sẽ sell đồng giá cho các bác là 850.000 một bộ. Một bộ nó sẽ theo hai pin 10 cell. Và hôm nay thì cái giá rất chi là hời và các bác sẽ được hỗ trợ miễn phí ship. Các bác gọi cho em là bu lông 3 đèn. Các bác có thể lựa chọn màu vàng của Daiwat, màu xám của Hitachi hoặc màu xanh của Magita. Đây, và em sẽ lên thêm cho các bác là những cái ổ cắm đúc nha. Đầu tiên thì các bác tham khảo cho em đây là ổ cắm 3 lỗ. Ổ cắm 3 lỗ thì sẽ cắm được 3 lỗ chân tròn như thế này, có đèn báo điện nha, giá 45.000. Còn ổ cắm 5 lỗ này, ổ cắm 5 lỗ là cắm được 3 lỗ chân tròn, 2 lỗ chân dẹt, giá cũng 45.000. Phích cắm này, 25.000. Đây là những cái ổ cắm đúc, phích cắm đúc, hàng siêu bền, hàng chịu tải cao các bác nha. Đấy, hôm nay bác nào lấy 10 cái ổ cắm thì em sẽ hỗ trợ bao ship cho các bác luôn. Bên này sẽ là một bộ máy khoan bê tông của Hukan, mã K98, xài điện trực tiếp 220V. Một con máy khoan 3 chức năng, có đảo chiều và có điều chỉnh tốc luôn. Bộ sản phẩm này thì sẽ đầy đủ bao gồm một máy, một tay cầm, một hộp đựng, 2 mũi đục và 3 mũi khoan. Giá chỉ có 899.000 và sẽ được miễn phí ship. Công suất cực đại lên tới 1100W và xài điện trực tiếp 220V, hàng dây đầu 100%. Lên đơn cho em là khoan bê tông Hukan K98, giá 899.000. Bên này sẽ là một con máy mài của Hukan, công tắc bóp như thế này, máy chuôi dài hàng hô, logo dập nổi nha, Hukan như thế này, chính hãng này, đó. Với thiết kế chuôi dài, công tắc bóp rất chỉ là dễ sử dụng và công suất lên tới là 950W, các bác xài điện trực tiếp 220V. Ngày hôm nay chỉ với mức giá 450.000 và các bác lên đơn gọi cho em là máy mài chỉnh tốc của Hukan nhá. Con này nó sẽ điều chỉnh được 6 lỗ cấp độ này, đó, giá chỉ có 450k thôi. Em sẽ lên thêm cho các bác một bộ máy khoan bê tông xài điện trực tiếp 220V với mức giá hàng ngon bổ và rẻ nhất vì Bắc Bộ. Thì các bác hãy lấy cho em cái con máy khoan bê tông màu xanh này, gọi cho em là khoan bê tông màu xanh loại không hộp nha. Giá cho em chỉ có 570.000 thôi. Đây sẽ là con máy khoan 3 chức năng và có đảo chiều, dây đồng 100%, xài điện trực tiếp 220V. Máy đầu gài các bác nha. Lưu ý cho em cái sản phẩm này không có hộp đựng máy, không có mũi khoan đi theo, chỉ có máy và tay cầm thôi. Giá chỉ có 570.000. Thật sự là nó rẻ hơn cả một con máy khoan tay ngoài thị trường. Cho nên là các bác chốt thì mình hãy nhanh tay đặt hàng sớm để mình có đơn nha. Một con máy mài của Dorama, hàng chính hãng, màu đỏ này, rất là đẹp luôn. Con này xài hàng công tắc cả đuôi nha. Công suất của máy sẽ là 850W và các bác xài điện trực tiếp 220V. Mức giá cho em là 350.000. Đấy, cái này thì em bao các bác làm công trình được, bởi vì là con này là hàng chính hãng. Các bác gọi cho em là máy mài đỏ Dorama nha, giá 350k này. Bên này sẽ là những cái lõi lọc nước đa năng nha. Đầu tiên các bác tham khảo cho em bộ 3 quả, 1, 2, 3, giá cho em là 100.000. Quả số 4 màu xanh này là 200.000 này. Các bác đi bộ 4 quả như này thì sẽ là 280. Còn bộ 1, 2, 3 của Aqua này thì sẽ là 150 nha. Riêng về Aqua các bác đi 4 quả thì sẽ là 330. Các bác có thể mua bộ 3 quả, 4 quả đều được. Và đây sẽ là những cái lõi lọc nước đa năng. Các bác có thể lắp được cho tất cả các loại máy lọc trên thị trường, từ máy Aqua cho đến Kangaroo hay là Carofi, các bác vẫn lắp vừa. Đó, các bác cứ lên đơn cho em bộ 3 quả hoặc là 4 quả đều được nhá. Cưa gấp này, cưa gấp 26 cm, giá em bán tặng các bác là 70k này. Đấy, siêu sắc bén luôn. Kìm hàn vàng là 35.000 các bác nha. Với mức giá rất chi là rẻ. Và hôm nay thì cũng đã có rất là nhiều các mã sản phẩm hay. Và bây giờ thì em sẽ kết thúc video và hẹn gặp lại các bác vào cái video sau. Hứa hẹn sẽ có nhiều các mã sản phẩm hay hơn nữa nhá. Bây giờ các bác hãy nhanh tay mình bấm nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên để đón xem những cái video clip tiếp theo. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bác ạ.